về cái lý Bát Nhã nó cao quá phải không? Không có tướng ngôn thuyết, tức không phải hữu, không phải vô, không phải biết, không phải không, không phải không biết. Tất cả pháp như thế. Tại sao? Vì tất cả pháp đều ngoài các sự thấy biết, tánh tự quyết định, như là tội nghịch không thể suy lường được. Sao ta lại nói thế? Là vì thực tướng các pháp không thể hủy hoại. Cái câu này rất hay, thực tướng các pháp không thể hủy hoại. Những tướng mà quý vị có thể hủy hoại được là những cái tướng danh sắc bên ngoài. Cái tướng thật sự của cái pháp thì quý vị không thể hủy hoại được, bởi vì cái bản tánh của pháp là chân như tự tánh của quý vị. Thành ra nói mà hủy hoại tướng của pháp thật là quý vị hủy hoại không được. Tội nghịch cũng giống như vậy, cũng không bổn tánh, không sanh lên trời, không rơi vào địa ngục, cũng không thể nhập niết bàn. Tại sao? Vì tất cả nghiệp duyên đều trụ thật tướng, không đi không đến, không phải nhân, không phải quả. Tại sao? A Di Đà Phật. Quý vị thấy không, cái tu mà về cái Bát Nhã của ngài Văn Thù cao quá, rất là cao. Bởi vì trước khi mà ngài vào cái phần này, ngài cũng đã xác định rõ ràng là cái phần này đó, cái hàng sơ học của Bồ Tát không vào được, cái hàng đắc quả nhị thừa thánh nhân không vào được, mà ngày hôm nay thầy cùng với quậy chúng dám tuyên thuyết A Di Đà Phật, đây cũng là cái nhân duyên rất lớn trong cái đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện. Quý vị đại chúng đều biết rằng ngài Văn Thù Xứ Lợi Bồ Tát là ngài tượng trưng cho căn bản trí của chân tâm. Vì thế những lời nói của ngài, người tu phải được ý quên lời, lý Bát Nhã hoàn toàn rời khỏi vọng tưởng. A Di Đà Phật, thầy nhấn mạnh câu này, lý Bát Nhã hoàn toàn rời khỏi vọng tưởng. Khi rời khỏi vọng tưởng thì trí không phân biệt phát sinh. A Di Đà Phật, quý vị hàng ngày thường khởi vọng tưởng, do đó bị vọng tưởng nó lôi cuốn quý vị. Quý vị từ cái vọng tưởng này vừa mới sanh lên, vừa mới diệt mất, thì những vọng tưởng khác nó lại tiếp tục nổi lên như vậy. Do đó quý vị suốt ngày sống trong vọng tưởng. Khi mà các vị mà rời được cái vọng tưởng thì sao? Thì cái trí không phân biệt nó nổi lên. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là cái chỗ mà cảnh thanh tịnh của tự tánh. Quý vị vào trong cái cảnh thanh tịnh của tự tánh thì cái sự không phân biệt nó phát sinh ngay lập tức. Trong trí vô phân biệt này, một niệm chân như còn không khởi được, huống gì là có niệm, huống gì là niệm có niệm không. Vì vậy không có tướng ngôn thuyết. Quý vị thấy không, quý vị nào mà tu mà được nghe đến cái âm thanh của tự tánh rồi đó, diệu âm đó, thì quý vị thấy cái cảnh giới quý vị đang nghe nó rất là tịch tịnh và thanh tịnh. Và quý vị nhìn kỹ trong cái sự tịch tịnh và thanh tịnh này thì quý vị sẽ không có thấy được một cái niệm nào khởi lên ở trong cái chân tâm của quý vị cả. Bởi vì nó không khởi lên một niệm nào, do đó nó không có tướng gọi là tướng ngôn thuyết. Bởi vì các hành trạng của tướng Bát Nhã đều nằm bên ngoài sự thấy nghe hay biết. A Di Đà Phật. Nếu mà quý vị khởi lên cái kiến văn tri giác, có nghĩa là thấy nghe hay biết, là quý vị đã nằm ở trong vọng tưởng rồi. Mà hễ nằm trong vọng tưởng thì phải bị vọng tưởng chi phối, mình không có thể vào được trong cái trạng thái Bát Nhã. Quý đại chúng cũng nên biết rằng mọi pháp ở thế gian, mọi pháp của các cõi trời sắc giới, vô sắc giới, dầu nó không có hình tướng nhưng nó vẫn có hình tướng rất là vi tế. Do đó mà mọi pháp có hình tướng thì đều đi đến cái sự hủy hoại. Nhưng mà tướng Bát Nhã trái lại, nó là thực tướng của chân tâm, nó là thực tướng của các pháp. Vì vậy nó hoàn toàn không bị hủy hoại. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng ở trong cái thế gian này, mọi vật chất nó nằm ở trong hư không đều bị hủy hoại hết. Mà quý vị muốn hủy hoại hư không, quý vị hủy hoại không được. Thì hư không này, thầy thí dụ giống như là cái tướng pháp của Bát Nhã. Do đó cái tướng pháp Bát Nhã không có thể hủy hoại được. Và người nào mà liễu ngộ được tánh Bát Nhã, không còn trụ chấp vào cảnh giới, do đó tâm của người đó được tự tại giải thoát. Cảnh người, cảnh trời, cảnh niết bàn cũng chỉ là một danh tự. Người mà đạt tánh Bát Nhã thì xa rời những danh tự danh thuyết này. Quý vị thấy rõ không? Mình thấy nói rằng cảnh người và mình nói cảnh trời, cũng như mình nói cảnh niết bàn, mình chỉ dùng danh tự giả danh để chi, để khi mình nói chuyện đối với những người mà đối diện, người ta nghe để người ta hiểu.
Chứ đi vào cái chỗ mà bất lập văn từ, quý vị sẽ không còn một cái niệm nào để mà thuyết nữa. Bởi vậy Thiền Tông lúc mà truyền qua ở Đông Độ, Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài đã nói rằng đây là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, chiến tánh thành Phật. Đây là theo cái lời kinh Bát Nhã. Thiền Tông hầu hết là đi vào trong cái cú cánh Bát Nhã. Bởi vì quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng Ngài cũng chủ trương về cái thuyết là tu thiền trong cái cảnh giới vô niệm và vô trụ. Ngài Văn Thù bây giờ nói tiếp: vì pháp giới không biên giới, không có khoảng trước, cũng không có phía sau. Thế nên này Xá Lợi Phất, nếu có người thấy có tỳ kheo nào phạm cộng giới không xa vào địa ngục, và kẻ thanh tịnh không nhập niết bàn, loại tỳ kheo như vậy không phải nên cúng dường, cũng không phải không nên cúng dường. Không phải sạch hết phiền não, không phải còn phiền não. Tại sao? Vì đối với các pháp, tâm vẫn một mực bình đẳng. A Di Đà Phật. Cái câu này quý vị nghe, quý vị thấy khó vào không? Rất là khó vào. Thường thường thì mình nói rằng một bậc tỳ kheo mà phạm những trọng giới thì phải xa địa ngục chứ. Và mình cũng nói rằng những cái bậc mà thanh tịnh, mà tu bậc thánh, khi mà họ thanh tịnh thật sự, họ phải nhập niết bàn chứ. Nhưng mà tại sao trong đây nói rằng tỳ kheo phạm giới lại không xa địa ngục, và kẻ thanh tịnh tu học không nhập niết bàn? Thì đây để thầy giảng quý vị nghe. Đoạn kinh này thì cái ý nghĩa của Ngài Văn Thù rất là cao thâm. Lời nói về cái pháp giới tánh của Bồ Tát Văn Thù, ít có người tu nào có thể vào được. Bởi giới tâm mà còn phân biệt thì thường thường là còn bị vướng mắc. Bây giờ thầy thí dụ thôi, quý vị mà tâm phân biệt quý vị sẽ thấy vướng mắc nè. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như mình dòm bên ngoài, mình thấy một cái vị tỳ kheo, khi họ mà phạm một cái giới trọng nào đó, giới trọng tất nhiên là những cái giới mà không thể mà có thể tha thứ được. Chẳng hạn như những giới mà sắc dục, chẳng hạn như vậy. Thì mình nghĩ rằng, mình thấy rõ ràng vị đó phạm giới, thì mình nghĩ rằng vị này sẽ sa vào địa ngục. Và khi mà mình nhìn tới một cái người mà họ đang tu, họ giữ giới trong sạch và thanh tịnh, thì mình nghĩ rằng người này sẽ nhập niết bàn. Nhưng mà ở đây thì Ngài Văn Thù nói về pháp giới cao thượng của pháp tâm bình đẳng. Quý vị nghe thầy nói cho kỹ nghe. Mà trong pháp giới tâm bình đẳng này thì có niệm, không có một niệm ác phát khởi. Cái niệm ác đây là tượng trưng cho tỳ kheo xa vào địa ngục. Và trong cái pháp giới tâm bình đẳng này cũng không có một niệm chân nhân hiện thành. Đây là tượng trưng cho kẻ thanh tịnh nhập niết bàn. Quý vị thấy không? Thành ra cái kinh này rất là cao thâm. Do đó nếu mình không có tu thì mình chỉ ngồi nghe, giống như là mình ngồi nghe một cái tiếng đàn hay, hay là mình ngồi nghe một tiếng sáo du dương, chứ mình không đi vào ở trong cái tự tánh của mình được. Bởi vì thế người tu mà nhận được tâm pháp giới bình đẳng này thì mọi pháp không còn trở ngại, và chơn tánh của người đó sẽ được tự tại như hư không. Như vậy thì quý đại chúng trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện, vị nào đã được cái tâm bình đẳng rồi, quý vị mà khởi được cái tâm bình đẳng, tức như là niệm có và niệm không nó cũng không hiện hành, mà niệm ác và niệm thiện chân như nó cũng không hiện hành. Như vậy thì còn cái thấy được cái tướng nào xa địa ngục, và thấy cái tướng nào nhập niết bàn. A Di Đà Phật. Cho chỗ này quý đại chúng tu học nên khởi tâm quán để thấy được cái tướng trạng này. Bây giờ thì Văn Thù Sư Lợi nói tiếp như thế này: thế nào gọi là pháp nhẫn bất thối? A Di Đà Phật. Quý vị hồi đó giờ nghe cái các Bồ Tát bất thối chuyển rất là nhiều. Nào là niệm bất thối, vị bất thối. Rồi bây giờ quý vị lại nghe đến cái pháp nhẫn bất thối. Cái chữ danh từ này là do Ngài Văn Thù Ngài đặt lên. Thường thường những người mà tu hạnh pháp nhẫn bất thối là những vị đại Bồ Tát. Những bậc mà tỳ kheo tu về bên cái hạnh thanh văn thì không có cái pháp nhẫn bất thối. Cái chữ bất thối là dùng cho bên đại thừa, những cái vị mà tu đại hạnh Bồ Tát. Thì bây giờ Ngài Văn Thù đáp: không có một pháp nào có một ít tướng sinh diệt thì gọi là pháp nhẫn bất thối. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng tất cả là chỉ là danh tự, một cái danh tự văn ngôn đặt lên. Nhưng mà những cái danh tự văn ngôn nó đặt lên từ trong cái bản tâm của mình. Bản tâm của mình nó không có một cái niệm sinh, niệm diệt, thì đó tức là pháp nhẫn bất thối. Pháp nhẫn bất thối này nếu nó mà nói rõ ràng ra thì nó là một hạnh trong muôn vạn hạnh của tự bản tâm.
tâm của chúng mình có nhiều cái vạn hạnh lắm. Bởi chính vì nó có nhiều vạn hạnh nên nó có 84.000 cái tòa sen báo, và nó có 84.000 những cái quang minh rực rỡ trong bản tâm. Ở đây Ngài Văn Thù Sư Lợi dạy rằng, nếu mà người tu muốn đạt được pháp nhẫn bất thối, thì người tu đó phải nội quán bản tâm. Khi tâm đã rơi vào, khi tâm đã thật sự tịch tịnh vắng lặng, không còn khởi tướng sinh diệt, thì tất nhiên ý tưởng phát khởi và diệt đã được diệt mất. Bây giờ bản tâm không có ý tưởng sinh diệt, thì trong cái trạng thái đó tức gọi là pháp nhẫn bất thối vậy. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị nào mà trong khi mà ngồi thiền mà quý vị nghĩa là không có dừng trụ tư tưởng, không có nổi lên niệm niệm bất cứ niệm nào, tư tưởng nó nằm ở trong cái cảnh tịch diệt và vắng lặng thanh tịnh, thì cái cảnh giới đó tức là cái pháp nhẫn bất thối. Mà cảnh giới này là cảnh giới của các chư Bồ Tát. Hàng thanh văn không có cảnh giới này. Hàng tiểu thừa thanh văn chỉ nằm ở trong cái cảnh thanh tịnh mà thôi. Cái cảnh thanh tịnh đó sở dĩ nó có được là do các ngài vận dụng tu theo cái những cái phép quán, phép chỉ mà đạt đến cái chỗ là lục căn thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất bây giờ lại hỏi Ngài Văn Thù rằng, thưa Ngài Văn Thù, vậy thì thế nào gọi là tỳ kheo không điều phục? Thì Ngài Văn Thù đáp rằng, hàng A-La-Hán dứt sạch hết phiền não là hàng không điều phục. Tại sao? Là vì các hạng này đã dứt sạch các khiết sử, không còn gì phải điều phục, nên gọi là không điều phục. Quý vị thấy trong cái kinh văn này, khi mà đọc những danh từ, nhiều khi phải ngồi suy nghĩ thật lâu, quý vị mới có thể liễu ngộ được cái phần này. Tự nhiên, ông Xá Lợi Phất lại hỏi, thế nào là tùy theo không điều phục? Nếu quý vị dùng theo cái ý của quý vị, theo cái thức của quý vị, thì quý vị chỉ thấy rằng tùy theo không điều phục là quý vị thấy rằng cái vị này không giữ giới hoàn toàn, phải không? Theo cái ý thức của mình thì vị này không giữ giới hoàn toàn, mới gọi là tùy theo không điều phục. Nhưng mà ở đây Ngài Văn Thù đáp rằng, cái hàng A-La-Hán dứt sạch hết phiền não là hạng không điều phục. À, quý vị thấy rõ ràng cái trong cái tướng trạng mà nói về pháp nó khác cái tướng trạng nói về cái ý thức bên ngoài. Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất như tất cả quý đại chúng đều biết là Ngài vẫn còn nằm ở trong cái thanh văn thánh quả, tất nhiên là A-La-Hán quả. Do đó Ngài đặt câu hỏi về các tỳ kheo. Bên cạnh Ngài Xá Lợi Phất thì quý vị thấy toàn là những vị tỳ kheo tu những cái hạnh thanh tịnh đầu đà. Do đó bây giờ không hỏi hạnh tỳ kheo thì Ngài Xá Lợi Phất biết hỏi những cái vị nào khác. Tại vì Ngài Xá Lợi Phất chỉ là hàng thánh giả tỳ kheo của thanh văn, do đó đâu có hỏi được về cảnh giới của Bồ Tát. Câu hỏi của Ngài Xá Lợi Phất ở đây là các tỳ kheo không điều phục. Tỳ kheo không điều phục trong nghĩa tâm, nó còn có nghĩa là tỳ kheo vô học. Quý vị biết tỳ kheo vô học tức là gì? Là vị tỳ kheo đó không còn gì để học hết. Tất nhiên là vị tỳ kheo đó đã phá sạch những phiền não, chứng được nhân không. Bởi vì chứng được nhân không nên gọi là tỳ kheo vô học. Những cái hàng tỳ kheo này thì họ dứt tất cả những kiết sử. Ở đây thì kiết sử của hàng thanh văn là những gì? Thầy cho quý vị biết. Những cái vị mà phá những kiết sử này thì quý vị sẽ lên cái bậc thánh quả A-La-Hán. Một là sự tham dục. Hai là sự sân giận. Ba là sự ngu si hay gọi là vô minh. Bốn là sự kiêu mạn. Năm là sự nghi hối. Sáu là ngã kiến. Bảy là biên kiến. Tám là tà kiến. Chín là kiến thủ kiến. Và mười là giới thủ kiến. Một vị đắc A-La-Hán thì thập kiết sử này phải tiêu. Quý vị mà vẫn còn khởi niệm sân, quý vị chỉ còn vẫn còn khởi niệm tham ái, thì tất nhiên là quý vị chưa vào thánh quả được. Quý vị vẫn nằm ở trong cái tướng trạng của ý thức, mà tướng trạng của ý thức là tướng trạng của phàm phu. Vì vậy mà khi mà quý vị tu, quý vị khi mà ngồi trong cái sự tĩnh lặng, quý vị thấy rõ điều này. Những cái điều này không thể thấy qua sách vở. Những điều này không thể đọc một vài câu kinh mà thấy. Những điều này bắt buộc quý vị phải ngồi ít lắm, rất ít lắm là phải 10 cái bồ đoàn, quý vị mới thấy được những điều này. Thành ra trong cái thời mạt pháp này, cái người nói ngữ thì nhiều, mà người hành để chứng đắc thì ít. Mà thầy cũng xác nhận rằng nói ngữ rất dễ,
mà hành thì rất khó. Có người nói ngữ thông thông.